Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời dặn rồi làm tan nát con tim ai? Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau ban đầu. Yeah. Vậy thì bây giờ sẽ có một thử thách đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay dành cho hai bạn, đó chính là mình sẽ hát lại bài hát này. Tuy nhiên Phúc sẽ hát phần của Nhi, còn Nhi sẽ hát phần của Phúc, đổi lại. Thật ra mới đầu á là khúc đầu, hồi đầu lúc đầu mới là mình phân chia ngược lại đó. À vậy hả? Lúc vào lúc tập á là phân chia ngược lại. Xong rồi Phúc hát phần Nhi, hát phần Phúc đó, xong cuối cùng cái xong rồi ngược lại. Ngược lại. Rồi bây giờ mọi người hãy cho mọi người nghe cái phiên bản mà đáng lẽ ra là nó được lên sân khấu đi. Hát bao nhiêu lần vẫn phải nhìn lại. Ok, vậy Nhi hát trước đi. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời dặn rồi làm tan nát con tim ai? Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau, dấu trong tim còn mang tên nhau, chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu. Sao bắt tông cao quá vậy? Chị bắt tông cao. Bắt tông cao quá. Mình vô lại đi. Chiều hôm ấy, ok lại. Rồi, nhây xuống thấp xíu nữa nè. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời dặn rồi làm tan nát con tim ai? Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau, dấu trong tim còn mang tên nhau, chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau ban đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả gửi về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Thank you, cảm ơn mọi người. Các bạn chia sẻ là vì yêu thích ca khúc này nên các bạn mới nhờ viết lại lời cái bài hát này. Vậy thì các bạn có so sánh gì về cái lời Việt và cái lời gốc? Các bạn thấy như thế nào? Thật ra thì lúc anh Huy viết bài này thì Phúc cũng có dạy anh Huy là anh xem cái ý tứ của bài nó làm sao mình có thể viết. Rồi nếu mà đi viết được sát được thì tốt. Còn nếu mà cái văn của người ta mà mình theo ngôn ngữ tiếng Việt mà nó bị bẻ chữ quá thì anh nên suy nghĩ theo một cái hướng khác. Thì anh Huy cũng thử, lúc đầu anh Huy cũng thử viết một cái lời nó sát nghĩa, nhưng mà thấy nó bị hơi sai. Hơi sai, nó hơi cưỡng âm. Nó hơi bị cưỡng âm và nghe cái phần hát nó không có được thuận miệng và thoải mái mà khó nhớ. Thế là anh Huy viết một cái nội dung khác hẳn luôn. Có nghĩa là không có giống gì với bản gốc. Đúng. Nhưng mà về cái phần ý nghĩa thì nó vẫn là cũng là kiểu là đúng người nhưng mà sai thời điểm thì kiểu vậy đó. Nó cũng là một cái dạng giống vậy. Nhưng mà chị nghĩ là nhờ vậy thì cái nó dễ chạm đến khán giả hơn, bởi vì nó gần với người Việt Nam mình. Đúng. Và nó gần với cảm xúc của người Việt Nam, họ nghe đặt thẳng vô họ hiểu được liền. Thì cái đó là một cái thành công. Nhưng mà hai bạn cho hỏi là có ai hát được cái khúc này tiếng Hoa không? Nhớ được đoạn điệp khúc xíu à. Rồi mình hát thử một đoạn điệp khúc thử nha. Chính cái lời nha mọi người. Ôi. Phúc tím được một cái trang nó ghi ghê lắm. Nó ghi tiếng Việt luôn. Mùa chay cua nì chay cua tơ hoàng phân. Vô đó hát cho hai ba. Không được hát kìa. Không hát được. Kiếm một cái lời khác. Tức quá à. Kiếm một cái lời khác mọi người, cái này khó quá à. Khó quá à. Chương trình thì nó bắt mình hát cái này khó mọi người. Mình chỉ có hát một đoạn ngắn thì cũng được theo. Hoặc là chương trình chỉ hỏi mình có hát được hay không, chứ chương trình không bắt luôn á. Ủa, nhưng mà tự nhận thôi. Ok, để Phúc hát lại đi. Wo chui guo ni chui guo de wan feng, na wo men shuan gu chang yong, ke ru wen zhi xin ban ni lian shou kong kong, xin ye hong.
Cũng hay đó thôi. Hay chứ. Ok. Thực ra là mình nghe mình cũng không có biết đúng sai hoặc là hiểu gì hết, nhưng mà mình nghe rất là giống giống Kim Hoa rồi, giống bản gốc rồi đó.